Con không có sợ, con xin tổng lãnh trói nó lại, là nó không có nhúc nhích được, nó chỉ nói thôi, chịu không? Là hết sợ phải không? À, không có sợ. Rồi bây giờ con cứ quay mẹ đi. Lộng ha. Biết là cô này sẽ liên lạc và gọi tôi nhờ tôi cầu nguyện, phải không? Mà ta sao dẫn vô cô này quậy làm sao? Có thấy hôm qua đó, một đám quỷ bị bắt đi không? Tổng lãnh sách cổ đi không? Thấy không? Dạ. Bà ơi, xin bà cầu nguyện cho con. Con là ai? Con là thai nhi mẹ con bỏ con 5 năm nay rồi. À. Rồi ai, bây giờ bà sẽ giúp cho thai nhi, cho những trẻ em. Nhưng ai quậy cô này hôm qua, xé quần, xé áo, nắm đầu, nắm tóc? Ai quậy? Dạ, quỷ Satan. Thôi, bây giờ bà cầu nguyện cho con với những linh hồn đi nha. Rồi bà sẽ làm việc quỷ Satan. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô qua quyền năng Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp cho những thai nhi trẻ em, những linh hồn đang khao khát lòng thương xót của Chúa được đi sám hối siêu thoát. Và Chúa chữa lành cho những thai nhi được lành lặn, mặc tắm rửa tẩy uế, mặc đồ đàng hoàng để đi về với lòng thương xót của Chúa. Con đi đi, có cần gì nữa không? Cần nói gì nữa không? Xin bà giúp cho ba con được tin vào Chúa. Bây giờ con đi về siêu thoát, con đi về với Chúa, con cầu nguyện cho gia đình cha mẹ con. Con xin Chúa giúp cho gia đình con. Con ngoan, đi nha. Và tất cả những ông bà, anh chị em đều đi hết nha. Lãnh, xin tổng lãnh Mikae lôi đầu con quỷ nào ngày hôm qua vô nắm đầu, tự mình nắm đầu cô này, tự xé quần áo, xin tổng lãnh lôi đầu nó vô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, amen. Tại sao vô cô này xé quần xé áo là sao? Muốn gì? Có thấy là đám quỷ ngày hôm qua bị bắt hay không? Có thấy không? Ai sai nhà ngươi tới đây? Nói. Ai sai nhà ngươi tới đây nữa? Thiên Thương. Thiên Thương, à Thiên Thương biết là đám quỷ của nó sai tới đây bị bắt rồi đó phải không? Đúng. À. Xin tổng lãnh Mikae bắt hết cái đám quỷ của Thiên Thương. Bao nhiêu đứa tới đây? 1.000. Một, à hôm bữa gửi 200 bị bắt, bữa nay gửi 1.000 để quậy hết cái gia đình này phải không? Xin tổng lãnh bắt hết 1.000 quỷ mà Thiên Thương Bảo Lộc gửi qua đây. Gửi qua đây sai nhà ngươi làm gì? Phá tại sao phá người ta? Người ta đâu có chọc kẹo gì mình đâu, người ta thờ phượng Chúa mà. Bà cũng nói nhà bà là nhà Chúa Cha mà, thì thờ Chúa mà. Tại sao lại sai quỷ tới là sao? Hả? Muốn nhà này đi với bà. À muốn nhà này theo bà hả? Nhà ngươi á, thấy cái đám quỷ bị bắt rồi, nhà ngươi nghĩ là muốn có được không? Mà nhà ngươi dám tới đây để quậy. Muốn có được không? Khai. Nói. Xin tổng lãnh đứng kế bên nó, bắt nó khai những gì nó cần phải khai. Xin tổng lãnh theo gom bà. Hả? Muốn theo bà hả? Theo ý của bà. Nhà ngươi theo ý của bà hay gia đình này? Bắt gia đình này theo ý của bà. Nhưng mà gia đình này đã quyết tâm theo ý của Thiên Chúa rồi,
có chống lại Thiên Chúa được hay không? Xin Chúa cho sự công chánh, xin Chúa cho sự công bằng. Không phải là muốn ai là muốn. Rồi 1.000 đứa của nhà ngươi bị bắt hết chưa? Gom lại hết chưa? Nó chạy hết rồi. Chạy được không? Xin tổng lãnh lôi đầu 1.000 đứa đó đứng sắp hàng trở lại, trói lại cho nó thấy. Chạy thoát không? Hả? Hay bạn bắt bọn này thì bạn lại thả bọn khác, bạn nhiều lắm. Không thì lại bắt tiếp. Tổng lãnh cũng sẽ bắt tiếp. Khỏi mất công đi tìm. Không có sao hết trơn á. Bả nhiều lắm, mà nhiều hơn của Thiên Chúa không? Nhiều lắm. Bả nhiều nhưng mà nhiều hơn quyền lực của Thiên Chúa hay không? Chỉ cần Chúa phán thôi là tất cả sẽ tiêu tan, nhưng mà Chúa để yên đó. Chứ không phải Chúa không biết, không phải Chúa không làm được. Sao về hết chưa? Bị bắt hết rồi. 1.000 đứa đủ không? Coi chừng sót đứa nào á. Sót một đứa. Sót một đứa, xin tổng lãnh bắt đứa đó. Nó chạy về nó báo với bà đó, bắt hết. Bà đang đọc kinh làm phép cho mấy đứa tụi bà, mấy đứa này nè, phải không? Mạnh lên để, phải không? Để giật lại, phải không? Đây không phải là thầy, tụi tôi không phải là thầy bà gì hết. Đây là số sức dầu để làm việc, thắng nổi sự sức dầu của Thiên Chúa hay không? Nói tôi nghe coi. Láo khoét. Trả lời đi. Bà đã ghi nói. 1.000 hả? Hôm qua 1.000 cũng bị bắt hết rồi, hôm nay 1.000 nữa hả? Ghi là sao? Ờ. Quân 1.000 quân quỷ đó phải không? Ừ. Mà hồi nãy giờ tại sao nhà ngươi kêu đầu phục Chúa, nhà ngươi không đầu phục là sao? Ai cho phép? Không đầu phục. Ai cho phép không đầu phục? Hả? Bà Thiên Thương đâu có cho ai đầu phục ai đâu mà đầu phục. Bà Thiên Thương không còn quyền trên nhà ngươi nữa. Không có đâu. Xin tổng lãnh cắt hết quyền lực của bà Thiên Thương trên cái đám quỷ này. Chúng còn con đấy. Cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ có đầu phục Chúa không? Không. Ừ, đầu phục ai? Đầu phục bà Thiên Thương thôi. À, được rồi. Vậy thì tổng lãnh sẽ cho đi nơi để mà đầu phục bà ha. Thì bà sai nhà ngươi làm, bà cúng quải cho nhà ngươi mà. Tại sao không đầu phục Chúa? Không nói. Ai cho phép không đầu phục Chúa? Hả? Hồi nãy giờ Chúa cho phép quậy tôi phải không? Chứ quậy mẹ cô này phải không? Chứ đâu có hỗn láo như vậy được. Phải không? Đúng rồi, thì làm sao? Đúng. Để thử thách phải không? Ừ. Thì giờ hết rồi, xong rồi. Thì tổng lãnh sẽ lôi đầu nhà ngươi đi. Lôi đi đâu? Lôi đi đâu thì tùy tổng lãnh, không phải chuyện của tôi. Hồi nãy giờ Chúa cho phép mới dám lộng hành hỗn láo như vậy, chứ không có Chúa cho phép đâu có hỗn láo như vậy được. Phải không? Không đúng. Hả? Không đúng. Sao không đúng? Chứ sao mà nhân danh Chúa mà nhà ngươi dám hỗn láo như vậy được? Không thể nào như vậy được.
có rồi. Câu đấy rồi. Cái gì? Bây giờ câu đấy nghe chán lắm rồi. Đâu sợ đâu. Vậy hả? À, cái câu nhân danh Chúa là không sợ nữa hả? Tại bà Thiên Thương mới dùng hoài phải không? Ừ. Bà dùng Chúa giả nó khác, tôi là dùng Chúa thiệt. Bà cứ nhân danh Chúa rồi nhân danh Chúa Cha rồi hay bắt quỷ trừ ma đó phải không? Nhà ngươi nghe hoài, nhà ngươi chán phải không? Cái là Chúa giả nó khác, Chúa quỷ nó khác, cái là Chúa Giêsu Kitô. Không có dẫn mặt được. Chưa có tới đâu mà thấy. Sẽ tới. Tại vì để ngươi lộng hành để thử thách tôi thôi. Đó, tôi có kiên nhẫn không? Chứ không phải là không tới hay là không có. Nếu không có thì bả giả Chúa làm gì? Cái đó cũng là sự mâu thuẫn của nhà ngươi. Nếu Chúa không có thật thì bả giả Chúa để mà gạt người ta làm gì? Nè, giờ tôi hỏi lại, bây giờ có bằng lòng từ bỏ bà Thiên Thương không? Có. À, thì tôi sẽ xin Chúa bớt tội cho, chịu không? Chịu. Nói tôi nghe coi, nói lạy Chúa. Lạy Chúa. Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Kitô. Kitô. Con là quỷ. Con là quỷ. Bị bắt ếm để làm quỷ là linh hồn phải không? Em để làm quỷ. À, mà có phải là linh hồn bị ém làm quỷ không? Phải. À, nhưng mà bây giờ muốn được sám hối hay không? Linh hồn chết oan. À, bị chết oan hả? À, rồi bà mới lấy cái linh hồn oan ức đó là nhiều hận thù, dễ ếm bùa hơn phải không? Ừ. À, thì là bà nuôi dưỡng bao nhiêu lâu nay phải không? Đúng. Rồi bà sai đi làm chuyện hại người ta phải không? Đúng. À, thì bây giờ nếu bằng lòng từ bỏ bà Thiên Thương, có bằng lòng hay không? Có. Con bằng lòng từ bỏ bà Thiên Thương. Con bằng lòng từ bỏ bà Thiên Thương. Không làm việc cho bà ta nữa. Không làm việc cho bà ta nữa. Con bằng lòng đầu phục Chúa. Con bằng lòng đầu phục Chúa. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa tha tội cho con. Tất cả những việc con làm, tất cả những việc con làm là bà ta sai khiến con, là bà ta sai khiến con, bắt buộc con làm, bắt buộc con làm. Phải nhà ngươi muốn nói y như vậy phải không, chứ không phải tôi bắt nói nha. Có phải muốn nói như vậy không? Phải. Nói với lòng ha, phải không? Ừ. À, rồi tôi sẽ xin Chúa tha thứ cho đi sám hối vì những việc ác này nè. Dòm đâu vậy? Vì những việc ác, việc xấu nhà ngươi làm là nhà ngươi bị sai khiến. Làm gì vậy? Bị chói rồi con. Ai chói vậy? Động lãnh thiên thần chói rồi. Ông Mikae chói phải không? Ai? À, ủa bây giờ có ông Mikae rồi sao? Nãy nói không có mà. Mới xuất hiện thôi. Mới xuất hiện, à hồi nãy giờ để thử lòng tôi phải không? Phải. À, coi tôi với cô Xuân á, mẹ của cậu này nè, có nổi nóng, nổi giận hay là tắt điện thoại không xài, không làm nữa phải không? Đúng, phải. À, thì bây giờ tôi sẽ xin Chúa, ngồi yên đi, không sao đâu. Ngồi yên đi, đừng vùng vẫy, không vùng vẫy được. Bây giờ vì Chúa thấy là bị chết oan, rồi bị bùa, bị bà Thiên Thương, quỷ, nó bắt về, nó sai khiến để làm việc xấu, nhưng mà lòng không có muốn làm việc xấu phải không? Phải. Dạ phải. Dạ phải. À, mà tại sao, thôi để lo vụ này xong đã. À, thì bây giờ tôi sẽ xin Chúa thương xót cho đi sám hối những tội của mình làm. Còn những tội ác mà hại người là không phải là nhà ngươi tâm muốn làm, nhưng mà vì bị sai khiến nên tội đó thuộc về người sai khiến. Hiểu chưa? Dạ hiểu. À, Chúa cho cơ hội như vậy.
Vì Chúa biết, vì Chúa cân nhắc nặng nhẹ tội của mình. Mình bị điều khiển, mình bị khống chế, mình bị sai khiến thì không phải là tội của mình mà tội về người sai khiến. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Bây giờ để giải cái nỗi oan, bị chết oan, tại sao bị chết oan? Vì người ta vì ăn cắp vặt người ta đánh chết. Ồ, thì nghèo quá đi ăn cắp vặt bị người ta đánh chết phải không? Nhưng mà em đi ăn cắp vặt là tại vì gia đình nghèo khổ, vì lòng hiếu thảo mẹ bệnh phải không? Không phải. Chứ sao? Do không có tiền. Thì không có tiền. Mà nhà bị cái gì mà đi ăn trộm, ăn cắp? Mồ côi có một mình, không có cha mẹ gì hết, rồi đi ăn cắp. Chứ không phải là tại vì mình về mình nuôi cha nuôi mẹ. Nhưng mà mình cũng phải, mình còn nhỏ mà mình mồ côi thì mình cũng phải tìm cách để mà sống. Thì cái đó Chúa cũng sẽ khoan hồng cho con dù tội ăn cắp là tội xấu. Hiểu không? À, thì bây giờ những người hại con, giết con, đánh con chết thì con cứ tha thứ cho họ đi, chịu không? Dạ chịu. Tại sao chịu dễ vậy? Ông bị cái ông chó thì sao mà chịu? Ông bị cái ông chó rồi sao mà không chịu được ha? Ý bà muốn nói là nếu người ta xấu, người ta ác thì Chúa sẽ xử tội người ta, hiểu không? Con đừng có hận thù. Tại vì con hận thù thì con sẽ bị thành người xấu nữa, hiểu không? Lại là khí xấu rồi quỷ nó bắt, hiểu không? Bây giờ mình phải thanh tẩy cho sạch sẽ. Còn giờ thật lòng con cũng từ bỏ bà Thiên Thương hay không? Dạ muốn. Đừng vì trói nha. Đừng vì bị trói nha. Nói thật với lòng đi. Hả? Dạ muốn. Tại sao con muốn? Con muốn về bên đấy làm hại người ta. À, không muốn về bên đấy vì sẽ làm hại người ta phải không? Dạ phải. À, giống như con hại gia đình này đó phải không? Dạ phải. Ừ, nhưng mà tại sao từ hồi nãy giờ bà cầu nguyện kêu con đầu phục Chúa, con không đầu phục, tại sao? Nói thật với lòng. Con Michael chưa vô. À, Michael chưa đến, bà cầu nguyện mời tổng lãnh Michael đến mà ổng chưa đến nên chẳng coi ai ra gì phải không? À, bây giờ bà cầu nguyện rồi thì tổng lãnh Mikae đến đánh trói thì con mới sợ, chứ đâu phải là con muốn bỏ bà một Thiên Thương đâu. Dạ. Phải không? Mà có muốn bỏ bà không? Nếu muốn cô trả về. Không muốn. Không, nếu giờ không muốn bà sẽ nói ông tổng lãnh Mikae thả tay ra cho con đi về với bà đi, đi làm chuyện xấu tiếp đi. Dạ. Tất nhiên là lòng con muốn chứ không phải bà biểu con muốn nha. Yeah. Nói láo là bị tội đó nha. Yeah. Nói láo là ổng còn chém cho mấy dao thấy kiếm ổng chưa? Dạ yeah, rồi. Sợ kiếm ổng không? Dạ yeah, có. À, rồi tất nhiên là con đã không muốn làm việc nữa với bà Thiên Thương nữa. Con muốn đi về với Chúa, bà sẽ cầu nguyện rồi Chúa sẽ phân xét tội của con sao? Đó là xong một việc. Rồi. Để coi. Bà con ngồi yên đi, không có sao đâu con, không có sợ. Bà Thiên Thương hôm kia gửi 200 phải không? Dạ phải. Âm binh đến đây phá phải không? Dạ phải. Rồi hôm qua gửi bao nhiêu? 1.000. Rồi hôm nay là gửi bao nhiêu? 1.000. À, rồi 1.000 đó, xin tổng lãnh bắt hết 1.000 đó. Cái đó là chuyện của tổng lãnh muốn hay không. Ừ. Con đừng có lo nha. Giờ hỏi tất cả 1.000 người đó, bây giờ có muốn đầu phục Chúa để cho được Chúa cứu hay không? Vì họ đều là người bị sai khiến chứ không phải họ muốn là người ác. Dạ, người ta muốn. Người ta nói gì? Người ta kêu tôi muốn.
À, tôi muốn. Vì họ là linh hồn, họ bị bắt về làm bùa phép, rồi sai khiến họ làm chuyện xấu, do họ không phải là người xấu. Hai cái nó khác nhau. Người xấu là từ tâm họ xấu, còn người bị bắt làm chuyện xấu là người đó bị khống chế, hiểu chưa? Dạ hiểu. Tại sao muốn gỡ cái tay ra hoài vậy? Gỡ chạy về bà Thiên Thương hả? Không. Nói thật với lòng đi. Muốn đi về bà Thiên Thương phải không? Dạ không. Nói láo hả? Dạ không. À, con biết là con đang nói chuyện với ai không? Dạ bà làm điều với Thiên Chúa. Biết mà tại sao hồi nãy còn ngông cuồng lộng hành? Hả? Nghe chưa đến. À, tại ông Mika-e chưa đến nên vẫn coi thường bà phải không? Dạ phải. À, rồi bà nhân danh Chúa cũng coi thường luôn phải không? Tại sao ngông cuồng về vấn đề nhân danh Chúa mà còn 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 xem thường là sao? Con thấy bà Thiên Thương cũng nhân gian Chúa thấy bình thường. À, tại vì lúc mà nhân danh Chúa cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra, và xin tổng lãnh Mikae tới bắt đánh nó cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra nên coi là chuyện thường, thì nghĩ bà là những người giống như những người khác vậy thôi phải không? Cũng nhân danh Chúa rồi cũng kêu tổng lãnh, nhân danh tổng lãnh Mikae đến cứu mà cũng chẳng ai đến như những người khác phải không? Dạ phải. Nhưng mà tại sao bây giờ lại tin là bà là người Tại Thiên bà. Chúa? Tại sao? Tại bà là người biểu với Thiên Chúa. Tại sao giờ tin? Hồi nãy không tin, hồi nãy coi thường mà cười nghe nè nữa mà. Tại ông đi cái em không chói nên phải nói. Ô, tại ông chối mới nói hả? Mà phải nói sự thật chứ, nói láo là ông chối xích. À, tại vì lúc mà nhân danh Chúa cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra, và xin tổng lãnh Mikae tới bắt đánh nó cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra nên coi là chuyện thường, thì nghĩ bà là những người giống như những người khác vậy thôi phải không? Cũng nhân danh Chúa rồi cũng kêu tổng lãnh, nhân danh tổng lãnh Mikae đến cứu mà cũng chẳng ai đến như những người khác phải không? Dạ phải. Nhưng mà tại sao bây giờ lại tin là bà là người Tại Thiên bà. Chúa? Tại sao? Tại bà là người biểu với Thiên Chúa. Tại sao giờ tin? Hồi nãy không tin, hồi nãy coi thường mà cười nghe nè nữa mà. Tại ông đi cái em không chói nên phải nói. Ô, tại ông chối mới nói hả? Mà phải nói sự thật chứ, nói láo là ông chối xiết cổ luôn đó. Tại vì bị ổng chối mà nói hay là tại vì con nói sự thật? Mình nói sự thật. Nói láo là ổng xiết cổ nha tổng lãnh, nếu nó nói láo với lòng nó một câu thôi tổng lãnh xiết cổ nó liền giùm con. Tôi chờ đó, ổng xiết cái là tôi biết là không phải rồi. Rồi bây giờ 1.000 linh hồn đó xin tổng lãnh cho họ đi, và xin Chúa cứu xét theo tội của họ. Tất cả nó đều bị trói dẫn đi, trói hết chưa? Dạ chó hết rồi. Còn thiếu đứa nào không? Dạ không. Rồi, bà Thiên Thương đang kêu nhà ngươi về phải không? Ngươi là đầu đàn phải không? Dạ phải. Bà kêu phải không? Dạ phải. Bà nói gì? Về đi. À vậy hả? Mà mấy người kia bị bắt rồi, bà nói gì? Một một 200 với 1.000 bị bắt đó, lúc đó bà nói gì? Em nói nè, ai đã phá cái kế hoạch này của tao? À, bà không biết là Thiên Chúa hả? Đặt cho đứa đấy tan 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 tàn ra. À, đứa đấy hả? Ở cái người phá chương trình của bà đó là ông Mikae đó, cho bà phá tan tành ông Mikae đi hả? Bà nói vậy đó. Ồ. Rồi bà biết ông Mikae là người phá chương trình của bà không? Bà không biết. Ồ vậy hả? Vậy tổng lãnh Mikae cẩn thận nha, coi chừng bà phá tan tành tổng lãnh Mikae đó. Còn chúng tôi chỉ là người cầu nguyện thôi. Rồi bây giờ xin Chúa
ban ơn khoan hồng cho những linh hồn mà họ bị khống chế để làm việc xấu. Xin Chúa thương xót họ và cho họ đi đến nơi xứng đáng với cái tội của họ. Bây giờ bằng lòng đầu phục rồi phải không? Dạ phải. Rồi tất cả đầu phục rồi thì xin tổng lãnh dẫn đi.